Chào các bạn, mình là Phạm Hữu Dư, mình đến từ vietdesigner.net. Hôm nay xin làm clip review nha, review kem. Mà kem có 2.000 cây à. Thật sự là mình mua cái kem này kem phai môn nha bạn. 2.000 cây à. Mà đây bao bì chuyên nghiệp đàng hoàng chứ không phải mấy cái cây kem nó bán dạo nha. Kem này có bao bì đàng hoàng rất là chuyên nghiệp. Nhân dạo, nhân dâu. À, có nhân luôn nè, nhân nè. Kem khoai môn mà nhân dâu. Đó. Rất là ăn ăn thì ngon, sợ ăn hay ngon. Đây mình cũng đang cầm cây nè đó. Đây. Cắn nãy giờ còn như đây, đó. Đây. Thật sự là không biết sao mà người ta bán 2.000 không biết lời lớn được gì không. Chứ mà hay cái tiền bao bì nè với cái tiền làm cái que này cũng chắc cũng gần 2.000 cha nó rồi. Mà không hiểu sao mà bán có 2.000 biết lợi lớn được nhiêu. Nhưng mà ăn thì chất lượng, ăn thì cũng ngon. Thơm, kem khoai môn, có nhân đàng hoàng, bao bì đóng chuyên nghiệp. 2.000 đồng. Đây là mua ở nhà mình ở Bà Rịa Vũng Tàu. Nói chung là lâu lâu mua cây kem về ăn cũng đáng tiền, quá đáng tiền luôn, có 2.000 đồng. Không biết giờ 2.000 đồng đi ra ngoài đi ngoài đường biết mua được cái gì luôn các bạn. Giá đem giá xe mà người ta không thèm chứ nói gì đến chuyện mua cây kem ngon lành gì. Rồi. Ok. Cảm ơn các bạn nha. Các bạn ơi, mình đang trong quá trình xây dựng nên một cái ngôi nhà vườn lý tưởng nhất có thể. Chính vì vậy, trong quá trình này mình sẽ thu thập và tổng hợp lại những kiến thức mà mình học hỏi được để up trên kênh YouTube này. Chính vì vậy, những bạn nào mà đang quan tâm thì có thể đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình bằng cách là vào cái địa chỉ này youtube.com/bhddesigner, hoặc là các bạn tìm kiếm tên của mình trên khung tìm kiếm là Phạm Hữu Dư để mà click đăng ký subscribe. Đây, đăng ký subscribe, theo dõi những cái video của mình trên YouTube mà mình upload mỗi ngày. Và các bạn có thể ấn thêm vào cái nút hình chuông này để mà có thể nhận được thông báo dễ dàng hơn. Rồi, ok. Và tiếp theo, nếu như các bạn cũng có sử dụng Facebook thì các bạn có thể like cái fanpage của mình là Nhà Cụ Dư đó, để mà theo dõi tin tức dễ hơn. Và có thể tham gia group Yêu Nhà Vườn để mà cùng nhau giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Và các bạn cũng có thể kết bạn với mình ở Facebook cá nhân là Phạm Hữu Dư. Đây, link đây. Thì những cái link Facebook và link YouTube thì mình sẽ để ở mô tả video, ở mỗi video. Các bạn có dễ dàng click vào và để giao lưu với mình. Rồi, ok, cảm ơn các bạn ha.